Chúng ta thường nghe đến chính sách bế quan tỏa cảng. Vậy bế quan tỏa cảng là chính sách gì và nó được thực hiện như thế nào? Có lợi, có hại ra sao? Đầu tiên phải cần cắt nghĩa một chút đã. Bế quan ở đây thì bế có nghĩa là đóng, còn quan có nghĩa là cửa ải, đường qua lại giữa các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Tỏa cảng ở đây, tỏa có nghĩa là phong tỏa và ngăn chặn. Cảng ở đây hiểu đơn giản là bến tàu, nơi diễn ra các hoạt động giao thương quốc tế. Bế quan tỏa cảng chính là đóng cửa, không chơi với ai. Đây là chính sách của các triều đại phong kiến như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản cũng có thời kỳ áp dụng. Bán đảo Triều Tiên cũng vậy. Đây là cách mà vua chúa hồi đó dùng để giữ cho đất nước mình khỏi bị ảnh hưởng xấu từ bên ngoài theo quan điểm của họ. Nhưng cũng vì vậy mà họ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Vậy tại sao họ lại chọn chính sách này? Vì sao lại cần bế quan tỏa cảng? Đầu tiên vì vua chúa sợ văn hóa, sợ tư tưởng của nước ngoài làm hư hỏng dân chúng. Phải nói rằng vua chúa thời đó thì rất sợ những thứ lạ lẫm từ phương Tây, nhất là đạo Công giáo và các tư tưởng mới mẻ. Họ sợ rằng những tư tưởng này có thể làm lung lay trật tự xã hội truyền thống. Họ lo rằng nếu mà để những thứ này lan rộng, dân chúng sẽ không còn tôn trọng vua chúa nữa, thậm chí có thể nổi loạn. Từ đó lại sợ mất quyền lực. Nếu mở cửa giao thương với nước ngoài, có thể khiến các thương nhân nước ngoài trở nên giàu có và mạnh mẽ, từ đó gây ảnh hưởng đến chính trị và quyền lực của triều đình. Để tránh điều này, vua chúa quyết định giữ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, hạn chế giao thương với bên ngoài. Và hơn thế nữa là sợ xâm lược. Bởi vì khi mở cửa giao thương, các nước phương Tây có thể dễ dàng tiếp cận và thậm chí bị tấn công quân sự. Vua chúa sợ rằng nếu mà người nước ngoài vào nhiều, đất nước sẽ bị xâm chiếm, giống như câu chuyện mà con cáo bước vào chuồng gà. Triều đình muốn bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp của mình, nơi mà mọi thứ đều được sản xuất trong nước và không phải phụ thuộc vào hàng hóa từ nước ngoài. Họ sợ rằng nếu mà để quá nhiều hàng hóa nước ngoài tràn vào, người dân sẽ bỏ bê sản xuất trong nước, từ đó làm suy yếu nền kinh tế. Có thể nói chính sách bế quan tỏa cảng hình thành khi mà các triều đại phong kiến phương Đông có quá nhiều sự lo sợ và nghi ngại với các thế lực từ phương Tây. Để rồi, họ đã phải đón nhận rất nhiều những sự tai hại. Đầu tiên là sự lạc hậu về kinh tế và công nghệ. Trong khi cả thế giới bên ngoài tiến bộ không ngừng, thì các nước bế quan tỏa cảng lại tụt hậu, không biết đến những phát minh, những sáng chế mới. Ví dụ, khi các nước phương Tây đã có súng máy và tàu chiến hiện đại, thì Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn dùng gươm giáo và tàu thuyền cổ lỗ sĩ. Vì lạc hậu và không bắt kịp với thế giới, nên khi các nước phương Tây tiến đến đòi mở cửa, Trung Quốc và Việt Nam đã không đủ sức chống đỡ. Hậu quả là bị ép phải nhượng đất, bị mất chủ quyền. Chẳng hạn như Trung Quốc phải nhường Hồng Kông cho Anh, còn Việt Nam thì bị Pháp đô hộ. Khi chính sách bế quan tỏa cảng ngày càng khiến đất nước gặp khó khăn, thì dân chúng bắt đầu bất mãn, dẫn đến những cuộc nổi dậy. Ở Trung Quốc, cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc là một trong những cuộc khởi nghĩa lớn đã làm lung lay triều đình nhà Thanh. Vậy là, bế quan tỏa cảng là cách mà các vua chúa ngày xưa dùng để giữ mình, không muốn đất nước bị ảnh hưởng xấu từ bên ngoài. Nhưng cái giá phải trả là sự lạc hậu, yếu kém và cuối cùng là mất đi quyền kiểm soát và chủ quyền. Đó là bài học lớn để cho thấy, nếu mà cứ đóng cửa không chơi với ai, đến khi cần mở cửa ra, mình sẽ không đủ sức để đứng vững trước thế giới. Cụ thể, chính sách bế quan tỏa cảng đã được áp dụng như thế nào tại Trung Quốc và Việt Nam? Ở Trung Quốc và thời đại nhà Minh, Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn phục hưng sau khi lật đổ triều đại nhà Nguyên. Khi ấy, triều đại nhà Minh rất cảnh giác với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài, nhất là hải tặc Nhật Bản và các thương nhân châu Âu. Họ sợ rằng, nếu để tự do giao thương với nước ngoài, những kẻ xấu có thể lợi dụng để xâm nhập và gây rối trong nước. Để tránh điều này, nhà Minh quyết định thực hiện chính sách hải cấm, tức là đóng cửa, không cho ai ra biển buôn bán nếu không có sự cho phép của triều đình. Đây là cách mà nhà Minh giữ cho đất nước khép kín, tự cung tự cấp, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai. Điều này có nghĩa là người dân không được tự ý mang hàng hóa đi buôn bán với các nước láng giềng. Chỉ có các đoàn thuyền do triều đình tổ chức và kiểm soát chặt chẽ mới được phép ra biển. Đoàn thuyền của Trịnh Hòa là một ví dụ hiếm hoi trong giai đoạn này. Nhà Minh cũng chỉ cho phép một số ít giao dịch thương mại với các nước như là Triều Tiên hay một số quốc gia tại Đông Nam Á. Nhưng việc này cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo không có gì bất ổn xảy ra. Dưới thời Minh Thành Tổ, Trung Quốc từng tổ chức các chuyến thám hiểm biển lớn, nổi bật nhất là do Trịnh Hòa dẫn đầu. Những chuyến đi này giúp Trung Quốc thể hiện sức mạnh và tầm ảnh hưởng ra các vùng biển ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, sau khi Minh Thành Tổ qua đời, những chuyến thám hiểm này đã hoàn toàn bị chấm dứt. Nhà Minh sợ rằng
việc tiếp tục mở rộng ra biển sẽ làm tốn kém và gây ra nguy cơ mất kiểm soát, nên họ quyết định bế quan tòa cảng, không tham gia vào các hoạt động hàng hải nữa. Bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm ra biển đều bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí có thể bị tử hình. Điều này dẫn đến việc nhiều hoạt động thương mại chuyển sang hoạt động ngầm, làm gia tăng nạn buôn lậu và hải tặc. Tuy nhiên, triều đình vẫn quyết tâm giữ vững chính sách này, dù biết rằng nó có thể gây thiệt hại về kinh tế. Sau nhà Minh, nhà Thanh lên nắm quyền. Dù tiếp quản một đất nước rộng lớn và giàu có, nhưng nhà Thanh vẫn lo ngại về nguy cơ từ các nước phương Tây, đặc biệt là Anh và các nước châu Âu khác. Triều đình nhà Thanh muốn kiểm soát chặt chẽ thương mại với nước ngoài để bảo vệ đất nước khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Họ cũng muốn duy trì sự ổn định của xã hội để tránh những biến động do tác động bên ngoài. Chính vì vậy, nhà Thanh tiếp tục chính sách hải cấm mà nhà Minh đã áp dụng, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Chỉ mở một cảng duy nhất. Nhà Thanh quy định chỉ cho phép người nước ngoài buôn bán tại Quảng Châu. Tất cả các hoạt động thương mại với người phương Tây đều phải thông qua cảng này, và những người nước ngoài không được phép đi lại tự do trong Trung Quốc. Điều này giúp nhà Thanh dễ dàng kiểm soát và giám sát mọi giao dịch thương mại. Tại Quảng Châu, nhà Thanh thiết lập một hệ thống đặc biệt, một nhóm gồm các công ty thương mại được triều đình cấp phép. Những công ty này chịu trách nhiệm giao dịch với thương nhân nước ngoài và nộp thuế cho triều đình. Điều này giúp nhà Thanh vừa kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ thương mại, vừa ngăn chặn người nước ngoài có nhiều ảnh hưởng trong nước. Chính sách bế quan tòa cảng của nhà Thanh đã dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng với Anh Quốc. Anh muốn mở rộng thị trường tại Trung Quốc, nhưng nhà Thanh đã cương quyết từ chối. Và đây cũng là lý do xuất phát của cuộc chiến tranh nhà phiến. Sau đó thì Trung Quốc đã thua trận và buộc phải ký những hiệp ước bất bình đẳng. Theo đó, một trong những điều kiện là Trung Quốc phải nhượng lại Hồng Kông cho Anh, phải mở thêm nhiều cảng cho thương mại nước ngoài và trả một khoản tiền bồi thường lớn. Chiến tranh nha phiến cho thấy sự yếu kém của Trung Quốc do chính sách bế quan tỏa cảng, khi mà đất nước không đủ sức để đối phó với sức mạnh quân sự của phương Tây. Mặc dù triều đình nhà Thanh đã kiểm soát chặt chẽ thương mại qua Quảng Châu, nhưng nạn buôn lậu vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều người dân cảm thấy bất mãn vì bị hạn chế quyền buôn bán, và sự bất ổn này đã lan rộng trong xã hội. Sự cấm đoán nghiêm ngặt khiến nhiều người quay sang hoạt động ngầm, dẫn đến các vấn đề an ninh và kinh tế mà triều đình về sau đã không thể kiểm soát nổi. Nhìn sang nhà Nguyễn tại Việt Nam, sau hàng chục năm chinh chiến với Tây Sơn, vua Gia Long muốn củng cố quyền lực và xây dựng lại đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là sự bành trướng của các cường quốc phương Tây, triều đình nhà Nguyễn lại chọn cách đóng cửa, ít giao thương với bên ngoài để bảo vệ sự ổn định nội bộ và văn hóa truyền thống. Triều đình nhà Nguyễn, đặc biệt là dưới thời vua Minh Mạng, lo ngại rằng các tư tưởng và tôn giáo phương Tây, nhất là Công giáo, có thể làm xói mòn trật tự xã hội và quyền lực của triều đình. Do đó, triều đình thực hiện chính sách cấm đạo và hạn chế giao thương với các nước phương Tây. Vua Minh Mạng rất sợ sự phát triển của đạo Công giáo tại Việt Nam. Ông cho rằng tôn giáo này không phù hợp với các giá trị truyền thống của đất nước và có thể là mối đe dọa cho quyền lực của triều đình. Vì vậy, Minh Mạng đã ban hành nhiều sắc lệnh cấm đạo, truy bắt và áp dụng rất nhiều những biện pháp cực đoan với những người theo đạo. Nhà Nguyễn cũng hạn chế nghiêm ngặt hoạt động giao thương với nước ngoài, đặc biệt là với các nước phương Tây. Triều đình chỉ cho phép một số hoạt động thương mại nhỏ giọt và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch này. Những chính sách này không chỉ gây ra sự bất mãn sâu sắc trong cộng đồng Công giáo, mà còn tạo ra một lý do chính đáng để các cường quốc phương Tây, đặc biệt là Pháp, can thiệp vào Việt Nam. Người Pháp đã sử dụng việc bảo vệ các nhà truyền giáo và những người Công giáo để biện minh cho việc tiến hành cuộc xâm lược sau này. Tiếp đó, dưới thời của Thiệu Trị và Tự Đức, các vua nhà Nguyễn tiếp tục áp dụng chính sách cấm đạo và hạn chế giao thương. Mặc dù các nước phương Tây, đặc biệt là Pháp, liên tục gây áp lực yêu cầu mở cửa giao thương, nhưng triều đình vẫn kiên quyết từ chối, lo ngại rằng việc mở cửa sẽ làm suy yếu quyền lực và dẫn đến mất ổn định xã hội. Việc này khiến Việt Nam càng trở nên lạc hậu và yếu kém về kinh tế cũng như quân sự. Khi người Pháp bắt đầu nổ tiếng súng xâm lược vào năm 1858, triều đình nhà Nguyễn đã không đủ sức kháng cự. Điều này dẫn đến việc dần mất chủ quyền và ngày càng lệ thuộc vào Pháp. Tổng kết lại, chính sách bế quan tòa cảng của nhà Thanh cũng như nhà Nguyễn, dù xuất phát từ mong muốn bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược và ảnh hưởng của phương Tây, nhưng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc không mở cửa giao thương và cấm đạo Công giáo không chỉ làm lạc hậu đất nước mà còn khiến Việt Nam yếu kém về mặt quân sự và kinh tế, dẫn đến việc mất chủ quyền vào tay của thực dân Pháp.